Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ xuống Des Moines. Hôm nay mình được đi mời rửa bằng lái xe mới. Thì nếu các bạn có xem cái vlog của mình trong cái video nông trại vui vẻ, đi nông trại thì các bạn sẽ thấy một hot boy Đà Lạt tên tên là Thế, mới qua Mỹ này khoảng 4 tháng thôi. Thì em nó đã có bằng lái xe rồi và hôm nay em nó sẽ mời mình với Long Râu đi ăn buffet, đi rửa bằng lái xe đó. Việt Nam mới qua được 4 tháng thôi mà rất là nhanh lẹ, đã lấy được bằng lái xe rồi, thi một lần đầu tiên là đậu luôn. Rất là, gọi là Long Long nói là rất là thông minh. Ok, xuống chúc mừng em nó thôi. Có bằng lái xe rồi, có việc làm rồi, có chỗ ở ổn định nữa thôi, là hòa nhập với cuộc sống Mỹ này rất là nhanh. Thôi mình lên đường ha. Vì là buổi hẹn nó vào buổi tối ngày hôm nay, thế nên bây giờ tụi mình sẽ đi tới một cái tòa nhà của chính phủ tiểu bang Iowa. Nó nằm ở Des Moines, cái tòa nhà mà có cái chóp màu vàng á, là bằng vàng thiệt á. Bây giờ mình sẽ đi tới đó. Hiện tại mình đang có mặt ở dưới downtown Des Moines. Hôm nay đi với mình gồm có hai người, Long Râu và Tí, cousin của Long. Nay tụi mình sẽ đi, đây là tòa nhà Capitol ở dưới Des Moines, tòa nhà chính phủ. Đó, một lát nữa mình sẽ đi vào trong đó, không biết người ta cho vô không á. Ồ, phía bên này đẹp quá nè. Wow, phía trước là downtown Des Moines. Trời hôm nay không có đẹp lắm. Trời nay mưa không à. Wow. Wow, downtown. Đây là downtown Des Moines à. Có con đường thẳng xuống dưới. Thầy mới cho học sinh vô, mới cho mình vô. Bên này học sinh đi tham quan quá trời nè. Đang rào, họ đang sửa thôi. Cái nóc đó bằng vàng thiệt á. Không, người ta nói cái nóc nó bằng vàng á, thiệt á. Đây là đại bác hồi xưa nè, Canon nè. Wow, sao bắn được hay ta, bỏ cái cục mình đó vô đây, bỏ mặt mình vô đó được. Mình nước hay à? Không biết. Mình bỏ cái ấy vô đây xong mình giống như cái này hồi xưa bỏ cái quả pháo ở đây xong rồi châm 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 thuốc ở đâu ngoài đây nè. Đây là bắn. Đây có một khẩu pháo khác nữa nè. Đây ghế này ngồi được không? Chắc được chứ nhỉ? Đây là máy lạnh nè. Đây là cái ghế. Ghế thì ngồi đây được. Wow. Đây là cái bản đồ mà người ta đưa cho mình. Mình đang ở tầng này. Mình sẽ là tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, bản đồ của cái tòa nhà này. Lên thôi. Wow, đẹp quá vậy. Wow. Đẹp quá. Wow, đây là trung tâm cái nóc tòa nhà này. Đây là một cái địa điểm. Đây là cái địa điểm mà mình sẽ ngó lên trên. Đứng đây. Mình sẽ ở trung tâm của cái nóc này. Đó. Đẹp không? Đẹp không? Wow, đây là một cái chuông. Wow, nặng dữ. Giống như đúc đặc thế. USS Iowa. Cái USS Iowa là các bạn nào mà xem cái phim cái gì mà Battleship á, thì sẽ có một cái tàu là USS tên có một cái tàu có tên là USS Iowa năm 1943. Đây chính là cái tàu ở trong cái phim mà USS Iowa, trong cái phim mà Battleship. Đó, tàu Battleship có ba nòng này, ba nòng trước, ba nòng đằng sau, chở thêm mấy cái máy bay nữa.
là flag. Ok, đây là lá cờ của tiểu bang Iowa. Có hình con chim đại bàng, giống như một bức tranh cổ động nhé. Lính Mỹ chiến đấu để bảo vệ hậu phương gia đình. Wow, nguyên bức tranh bự luôn. Chắc trong đây là cái nơi người ta họp quốc hội bỏ phiếu bầu cử gì nè, đúng không? Wow. Ở trong đây có nguyên một cái thư viện luôn. Nó kêu ạ. Wow, sắt à. Cái này chắc lọt đó, sắt lọt. Tàn kinh cát ở Iowa. Ấy học võ lắm. Cái đèn này giống như là cái cát kênh, cái kênh. Giống như cái lọt đó. Toàn sắt lọt không. Này chắc sinh viên học luật vô đây được. À, sinh viên nào học luật đi vô đây nghiên cứu chưa? Nó cũ rồi, cái này là cũ lắm rồi. Không. Sinh quá trời luôn. Học sinh đi tham quan. Đi ra thôi. Ê, bây giờ tụi mình đi sở thú đúng không? Ok, giờ tụi mình sẽ đi sở thú. Sở thú Iowa, sở thú Des Moines. Blank Park U. Tụi mình vừa mới tới sở thú. Đậu xe giờ đi vô mua vé nè. Vừa mới vô trẻ con khóc rồi, sợ quá. Trong rừng, trong rừng. Con này con gấu trúc nha, con gấu trúc của Mỹ. Wow. Đẹp quá vậy. Nó leo cây. Con gấu á. Sao có con nhỉ? Hai con. Con kia nó ngủ vậy. Kia có con đang ngủ trên kia nữa. Tưởng có con thôi, đây cũng có con cặp đó. Gấu trúc leo cây. Lá trúc. Wow. Wow, trong rừng. Wow. Học sinh hồi nãy học sinh màu xanh, giờ học sinh màu cam. Xéo, cò xéo. Ê, mấy con này tự nhiên hết hả? Mấy con này không sợ nó bay đi à? Em nghĩ nó không biết bay rồi. Em không biết. Rồi, ê, nó đứng có một chân à. Nó đứng có một chân à. Thấy không? Nó cò một chân nó ngủ á. Like the last of our lives, words can't describe what I feel.
viết di chúc. Nuôi phải viết di chúc, nó sống từ 100 năm lận á, cái con này nè. Nó đứng gần chân à. Con nào nó ngủ á là nó co cái đầu nó vào xong nó đứng một chân. Hai con cà lộn. Mình vừa mới tới nước Úc anh. Không, Australia. Vừa mới tới nước Úc anh. Miễn phí, không có tốn tiền. Hi. Không biết nữa. Nó chạy rồi. Nguyên gia đình nó luôn kìa Long. Ờ. Ê, nó nhìn mình á, lý nó dí mình không? Nó dí mình, nó đấm mình á. Yeah, em nghe nói nó biết quýt lộn á. Ừ. Nó dí mình, nó boxing mình á. Người thổ dân, họ thổi. Ok, giờ mình mua cái cây này hết đồng. Giờ mình sẽ cho tụi nó ăn. Cái con này ăn đi. There you go, buddy. You want some tea? Tap on a stick. Yeah. Yo, đây, 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 yo, đây. Yeah, where to get now? Now they know about the free food. À, nguyên cái vườn này là vườn kangaroo ha. Họ thả rông vậy á. Bye bye. Đây là câu chuyện dê trắng và dê đen qua cầu. Và đúng thật là chắc chẳng con nào nhường con nào cả. Nó đi từ chuồng bên này. Nó đi qua cái cầu này. Nó xuống chỗ này. Và một con đứng á, một con mà đứng lại là cả đàn nó đứng theo. Thấy không? Nó không nhường con nào cả. Rồi. Con này là chuẩn luôn à. Con này lai là dê trắng và dê đen chắc. Con này lai giữa dê trắng và dê đen. Nửa trắng, nửa đen. Ok. Ăn nào? Bò. Ừ, ăn nào? Ừ, ăn đi. Mau ăn trống lớn. We got 4, I gave her a 5. Ok, dưới này nè. Xuống đây, cho tụi nó ăn nữa. Trời ơi là trời ơi. Ngựa. Ngựa hay lừa gì nè. Ăn nào, ui, đừng ăn, đừng cắn tay tao ạ. Măm. Mam. Wow, con báo. Đây là con cái. Wow. Không có cọc. Tiger. Bắt ở Việt Nam, China. Hiện tại tụi mình đã vô châu Phi, Africa. Đi vô châu Phi xem cái gì vậy? Chỗ con bò kìa. Đi con bò sừng nó to luôn kìa. Mấy con này nó dí mình không được đâu. Đó, hai con này sắp cuối nhau rồi đó. Ờ, nó múa sừng á. Nó múa. Chơi nó. Con này thắng chắc nè. Không phải, tại vì sừng con này nó chìa về phía trước, nó lùi một phát còn dính con kia. Con kia sao? Con kia nó chìa sang hai bên. Hello. Ôi, bự ơi, bự luôn. Mình thì bự, đầu tóc. Đi rồi, bỏ đi rồi. Rồi đây là cái đuôi của con công, cái con đó đó. Cái con đó nó... Cái con đó nó vừa mới rã cái này ra. Đây là cái đuôi của nó. Nhẹ heo à. Bầy trên cánh cột luôn.
Ủa sao nó sống ở đây được ta? Wow. Sao nó sống đây được ta? Chắc là nước ở đây lạnh lắm à. Hai cậu. Bơi. Tụi mình vừa mới đi ra khỏi cái sở thú. Hai mình đi cái gì nào? Anh đi cờ bạc không? Không, anh không đi đâu. Ở giờ đi đâu? Trời mưa nữa đây nè. Trời xấu quá. Trời mưa quá. À, đậu đây nè. Thì đậu dưới kia kìa. Oh, hot boy Đà Lạt. I get smart with locusts. It's pretty good. Sriracha. Em lại xe vẻ không nhìn thấy gì hết thì quay lại thêm thôi. Oh. Oh yeah. Yeah. Oh. Em cầm mấy độ? 3 độ. 3 độ. Hồi xưa anh 7 độ nè. Mấy độ gì? Mát. Ok, bye em. Xong, bây giờ đi về. Giờ mấy giờ rồi Long? 9 giờ. Ờ, 8 giờ rưỡi. Bây giờ là thời tiết bên Mỹ 67 độ, 8 giờ rưỡi đêm. Hiện tại thì mình đang trên đường về nhà. Đuối quá trời đuối. Còn tới 1 tiếng rưỡi nữa mới về tới nhà được. Nên cố gắng chạy thôi. Đuối là đuối luôn. Thôi mình kết thúc video của mình ở đây ha. Bye bye. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.